Với người bình thường, mùa hè nắng nóng đã rất khó chịu. Các bà bầu thân nhiệt vốn cao hơn bình thường. Chính vì thế, mùa hè các mẹ sẽ rất mệt mỏi khi phải đối mặt với cảm giác nóng bức cả trong lẫn ngoài. Cách đơn giản để giải nhiệt cơ thể vô cùng hữu hiệu dành cho mẹ bầu chính là ăn các loại thực phẩm làm mát cơ thể từ bên trong sau đây. 1. Bí đao. Theo đông y, quả bí đao hay còn gọi là bí xanh, vị ngọt, tính hàn, không độc, có tác dụng lợi phế, giải nhiệt, nhuận tràng tốt cho phụ nữ có thai. Bí đao là lựa chọn hoàn hảo cho bà bầu trong những ngày nóng nực của thời tiết mùa hè. Bí đao có tính mát, giúp bà bầu thanh nhiệt cho cơ thể. Chị em có thể dùng nấu canh hoặc ép lấy nước để uống rất tốt cho sức khỏe cho cả mẹ và bé. 2. Củ sen và ngó sen. Các bộ phận của cây sen như củ sen, ngó sen, hạt sen đều có tác dụng tốt cho sức khỏe của bà bầu. Trong những ngày hè nóng bức, mẹ bầu có thể ăn những thực phẩm chế biến từ củ sen, ngó sen hoặc uống trà hạt sen để làm mát cơ thể. Ngoài ra, hạt sen còn có tác dụng an thần giúp mẹ bầu khắc phục chứng mất ngủ khi mang thai. 3. Rau dền. Rau dền là loại cây dễ mọc và cực kỳ phổ biến ở nước ta. Loại rau này không thể thiếu trong danh sách những thực phẩm giúp bà bầu giải nhiệt mùa hè. Rau dền chứa nhiều protein, glucid, vitamin và chất khoáng. Thành phần chất sắt và canxi trong rau dền chiếm tỷ lệ cao hơn với cải bó xôi. Hoạt chất beta-carotene trong rau dền còn giúp mẹ bầu tăng cường hệ miễn dịch. Những thời canh rau dền bổ dưỡng, thơm ngon chính là ưu tiên hàng đầu cho bà bầu làm mát cơ thể vào mùa hè. 4. Củ cải đường. Củ cải đường là loại thực phẩm giàu sắt và axit folic, tốt cho sự phát triển của não bộ thai nhi cũng như cung cấp lượng sắt lớn cho mẹ bầu. Ngoài ra, thực phẩm này còn chứa vitamin A, C rất cần thiết cho thai kỳ. Ăn củ cải đường cũng có tác dụng làm mát cơ thể. 5. Thanh long. Thanh long có vị ngọt, hơi chua, tính mát nên có công dụng thanh nhiệt, nhuận phế cho cơ thể mẹ bầu. Khí hậu nước ta là vùng rất thích hợp cho việc trồng cây thanh long quanh năm nên mẹ bầu có thể thưởng thức món này bất cứ lúc nào. 6. Nấm rơm. Nấm rơm có vị ngọt, có tác dụng thanh nhiệt giải độc cơ thể bà bầu hiệu quả. Giá trị dinh dưỡng của loại nấm này còn được đánh giá cao vì hàm lượng axit amin quan trọng cho sự phát triển của thai nhi. Các chất đạm, chất béo, chất bột đường, chất xơ, vitamin và các nguyên tố vi lượng khác như là sắt, canxi, phốt pho đều cần thiết cho mẹ và bé. 7. Quả sung. Hàm lượng kali trong quả sung còn nhiều hơn chuối nên giúp mẹ bầu kiểm soát tốt chỉ số huyết áp vốn lên xuống thất thường trong những ngày hè nóng nực. Ngoài ra, chất kiềm trong sung giúp kiềm chế cảm giác thèm ăn trong thời kỳ mang thai. Điều này giúp mẹ có một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, hạn chế thừa cân, béo phì. 8. Các loại hạt. Phổ biến và dễ kiếm nhất là các loại đậu, đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ. Khi chế biến mẹ bầu nhớ để cả vỏ nhé, vì chúng giúp thanh nhiệt tốt lại cung cấp nhiều vitamin, vitamin E, vitamin nhóm B, các chất xơ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Bên cạnh đó, mẹ bầu cần lưu ý việc làm mát cơ thể không chỉ thông qua việc ăn nhiều thực phẩm giải nhiệt mà còn cần uống nhiều nước. Hãy duy trì lối sống lành mạnh để tăng cường sức khỏe cho mẹ và thai nhi.